Magawa, chú chuột phi thường dò mình đánh hơi chất nổ được nghỉ hưu. Loài gặp nhấm nhỏ bé đã cứu sống con người bằng cách phát hiện những chất nổ được chôn giấu. Magawa đã dành 5 năm từ năm 2016 cho đến năm 2021 để tìm kiếm chất nổ nguy hiểm của chiến tranh rải rác ở vùng nông thôn Campuchia. Được ghi nhận là đã dẫn dắt để dọn dẹp hơn 100 thiết bị nổ được chôn giấu. Magawa là chú chuột bỏ túi Gambian, sinh ra ở Tanzania, được Apopo huấn luyện để đánh hơi chất nổ. Chú chuột Gambian lớn hơn chuột Bắc Mỹ, thường dài tới 3 feet, bao gồm cả chiếc đuôi dài. Có nguồn gốc từ châu Phi, cận Sahara. Chuột nói chung là loài động vật hiền lành và thường được nuôi làm thú cưng. Giống như nhiều loại gặp nhắm khác, chuột Gambia có thị lực kém nhưng bù lại nó có khứu giác đặc biệt. Loài bỏ túi châu Phi rất thông minh này, dễ huấn luyện. Magawa được huấn luyện từ nhỏ và đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra kỹ năng trước khi được đưa từ Tanzania đến Syrup của Campuchia từ năm 2016. Các huấn luyện viên của Magawa tại tổ chức phi lợi nhuận Apopo của Bỉ đã dạy chú chuột cách đánh hơi các chất nổ loại quân sự. Con chuột thực chất là một thiết bị phát hiện sống có khả năng phát hiện mình bom và các chất nổ khác quân đội đặt mình trên cánh đồng để làm chậm bước tiến của đối phương về phía cạnh đó thì mình là công cụ hữu ích trong chiến tranh vấn đề là các bãi mình rất khó dọn dẹp quân đội thường mất dấu vết chúng và thường dân thường lang thang qua các bãi chiến trường để nhặt kim loại phế liệu hoặc thậm chí bắt đầu làm nông nghiệp các bãi mình được chứng minh là đặc biệt nguy hiểm ở Campuchia sau chiến tranh. Các chuyên gia tin rằng các lực lượng quân sự đã bỏ lại đâu đó khoảng 4 cho đến 6 triệu quả mình không hoạt động vào cuối thời nội chiến Campuchia. Từ năm 1979 đến năm 2020, bom mình và các thiết bị nổ khác bị bỏ rơi đã giết chết 19.789 người Campuchia và làm cho 45.102 người khác bị thương. Magawa đã hoàn thành khóa huấn luyện ở Tanzania châu Phi và sau đó đến Campuchia, nơi mà chú chuột đã dành 5 năm để tìm kiếm chất nổ. Chú chuột sẽ được thưởng những món ăn khoái khẩu là chuối và đậu phộng sau khi phát hiện chất nổ. Magawa cảnh báo khi phát hiện chất nổ bằng cách cào vào mặt đất. Magawa có thể lướt qua một khu vực rộng bằng sân tennis chỉ trong vòng 30 phút. Đây là khu vực nếu sử dụng máy dò kim loại thông thường, cần tới 4 ngày. Thêm vào đó, lợi thế của Magawa là kích thước đủ lớn để buộc dây khi làm việc, với trọng lượng là 2.6 pound, đủ nhẹ để không kích hoạt mình phát nổ khi giảm lên. Thế mạnh này đã dẫn đến việc Apopo quyết định huấn luyện chú chuột Magawa cùng với những chú chuột khác để dò tìm mùi chất nổ, học cách xác định quả mình trên đất liền, và báo động để quả mình có thể được gỡ bỏ an toàn. Theo Apopo, trong sự nghiệp kéo dài 5 năm của chú chuột Magawa, đã ra phá bom mình trong khu vực có diện tích 225.000 m2, tương đương với 42 sân túc cầu. Chú chuột này không chỉ làm tốt công việc của mình, mà còn làm một cách an toàn hơn là con người có thể làm được. Magawa 7 tuổi vào cuối năm 2021, và độ tuổi trung bình của một chú chuột Gamian là từ 6 cho đến 8 năm. Michael Hammond, giám đốc chương trình của tổ chức phi lợi nhuận Apopo ở Campuchia, chia sẻ ngày 5 tháng 6 2021 rằng, sau khi phát hiện 71 quả mình và 38 vật liệu chưa nổ, chuột Magawa hơi mệt và điều tốt nhất nên làm là cho nó nghỉ hưu. Tổ chức phi lợi nhuận Apopo cũng cho biết Mặc dù sức khỏe vẫn còn tốt, nhưng chú chuột Magawa hoạt động chậm lại, đã đến tuổi cần nghỉ hưu và tận hưởng cuộc sống với các món chuối và đậu phộng sau nhiều năm làm việc ở vùng nông thôn Campuchia. Nhưng một thế hệ mới đã sẵn sàng để tiếp tục. Vào tháng 3 năm 2021, Apopo đã gửi 20 chú chuột mới được huấn luyện đến Campuchia. Những chú chuột này cần phải mất một năm huấn luyện trước khi chúng trở thành những chú chuột tìm kiếm chất nổ. Tất cả được cho là đã vượt qua các bài kiểm tra đánh hơi. Tuy nhiên, những con chuột mới sẽ khó có thể vượt qua thành tích của Magawa. Bởi vì Magawa là một con chuột rất đặc biệt. Ông Herman nói, rõ ràng chúng tôi sẽ rất nhớ nó trong các hoạt động. Vào tháng 9 năm 2020, Magawa, chú chuột dò mình đầu tiên được trao tặng huy chương vàng của PDSA, một tổ chức phi lợi nhuận về thú y của Anh quốc. Cho lòng dũng cảm và sự tận tụy cứu người. Cho lòng dũng cảm và sự tận tụy cứu người. Apopo đã khen ngợi những đóng góp của Magawa trong việc giúp người dân địa phương sống, làm việc, vui chơi và học tập mà không sợ bom mình gây thương vong. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 77 năm tôn vinh động vật của chúng tôi mà chúng tôi sẽ trao tặng huy chương cho một con chuột. Chủ tịch PDSA John Smith cho biết, nhóm bắt đầu trao huy chương trong chiến tranh thế giới thứ hai để công nhận động vật dũng cảm khi đối mặt với xung đột. Những con vật được vinh danh trước đây bao gồm có chó, chim bầu câu, ngựa và mèo.